kia. Đây, đi. Hey.
Rồi hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Nói thì hôm nay là ngày 5 tháng 12 cô chú anh chị. Thì em mới về hai con bò được lỡ nữa nha. Đó. Đúng ra là về ba con lỡ lần cô chú anh chị mà ông chú kia ổng mới về vô ổng bắt hết một con rồi. Cho nên là còn hai con nha. Thì hai con này giá nó cũng mềm nha cô chú anh chị. Rồi để em quay sơ cho cô chú anh chị xem cái em báo giá luôn nha. Đó. Em quay sơ. Đây thì lô bò đây của em còn đây là một con này giá 12 triệu nè. Đó con 3B nha. Đó. 12 triệu. Rồi tới cặp kế đây, cặp kế là cặp 3B nha cô chú anh chị. 3B. Đó, 3B móc. Đó. Thì mấy con này á, thì nó cao 1 mét. Con này thì nó cao tầm 1m03, 1m04 nè cô chú anh chị. Đít khu dữ lắm nha. Rồi thì con này là 1m06, 1m07 nè. Đó thì cặp này em bán giá mỗi con là nó chỉ có là 14 triệu rưỡi một con nha cô chú anh chị. Xương sóc thì to lắm nha. Đó, 14 triệu rưỡi một con. Rồi tới anh đây em còn bốn con liên tiếp 3B đây nha, cái con F2 đít muối nè. Đó. Rồi F2 đít muối với một con 3B đen. Nó cặp này con này lớn 3B đen này lỡ lớn nè cô chú anh chị. 1m1 bò trở lên, con này là cao trên 1m1 bò 1m10 mấy luôn đó nha. Bò xương sóc to nè. Nó thấy xương sóc to ghê không? Chân thẳng, xương sóc to, bò này là 7 tháng bò, 7 tháng hơn 7 tháng nha. Cái con bò này thì lưng dài thì thôi khỏi bàn luôn á. Nó rất là mập bò nha. Đó, thấy không? Thấy đít khu, thấy lông thằn trưởng chưa? Đó. Lưng dai nè, để em đưa lại cái dai cho coi. Thấy cái dai không? Quá trời hở cái gan luôn. Rồi, thì cặp này là 35 triệu nha cô chú anh chị. Rồi tới con này cũng cặp này cũng là 35 triệu luôn nha. Đó. Con này thì lớn tàn mà sao nó lớn tàn mà nó không có được mập lắm. Đó. Thôi thì em bán cặp này cho cô chú anh chị 34 triệu thôi. Đó thì em rồi em bán là 35 tại nó lớn bò lắm. Xương sóc thì nó to nhưng mà thấy con này nay con thấy nó không được tròn trịa lắm, hồi em bán xả lấy vốn lại. Bán cặp này 3-4 triệu nha, 17 triệu con nha cô chú anh chị. Mấy con này thì 8 tháng mấy bò luôn á. Nó cao 1m10 mấy rồi. Nó là con một con 3B đen với con 3B bông này. Đó, thì giá em bán là 17 triệu con nha. Đó, rồi bây giờ tới cặp bò lỡ nha cô chú anh chị, để em quay cặp bò lỡ nha. Đó, con này thì nó xê xích 9-10 với con đầu chuồng nha. Đó. Cái con đầu chuồng thì lớn. Đó. Rồi, tại vì nó xê xích nè em tính bán một cặp nhưng mà thôi báo giá từng con đi, tại con này nó cao 1m2 bò rồi, thì con này nó cũng 11 12 tháng bò rồi cô chú anh chị. Đó. Để em quay lưng dai cho. Báo giá từ con đi. Thì báo với cô chú anh chị là cái con này thì em bán giá chỉ có 24 triệu rưỡi con này nha, cao 1m2, cứng 1m2 bò đó. Đó, quay xa luôn cho cô chú anh chị xem nha. Rồi còn cái con này. Đó. Đó. Rồi cái con này em bán cho cô chú anh chị chỉ là 23 triệu thôi. Đó. Nó báo giá từng con một đi, 23 triệu con này nha cô chú anh chị, láng bóng bò nha. Đó, con này nó cao 1m10 mấy, nó cũng gần 1m2, nó thấp hơn cái con bên kia. Nó thì nó rẻ hơn cái con kia 1 triệu rưỡi đó. Đó, con này là đó, đít khu mập ghê chưa. Đó. Thì con này cũng tầm 10 tháng, con này 11, 12 tháng nè. Nó thì hai con nó trên lệch. Trên lệch chắc cũng cỡ hàng chấm mấy à.
Đó. Thì con bò này nó dài dọc con bò lắm nha cô chú anh chị, coi đít khuôn nè, nó cũng lớn bò nhưng mà nó nhỏ hơn cái con đồng đó. Điện con 23 con 24 năm nha. Rồi cô chú anh chị nào cần bò lão cứ alo trực tiếp với em nha. Em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi ở bên đây là bò kem nha cô chú anh chị. Đó. Bò kem đây. Đó thì cái cặp kem đỏ này nè là em bán giá là 14 triệu một con nè. Đó. Cao 1m1, bò xương sóc to nha. Đó. Bò này thì nó nay là nó khoảng 6 tháng cứng 6 tháng nha, đít khù lưng dai nè. Nó mập bò nha chứ không ốm nè, em quay xa cho coi nó phá thận bò chưa. Đó, con bò mập vậy đó, bán có 14 triệu nè. Đó. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà thấy ưng thì cứ alo trực tiếp em nha, thấy bò mập ghê chưa? Con bò này nó mới ăn thức ăn nha cô chú anh chị. Nó sạc thức ăn nha. Đó. Rồi đây nữa nè. Đây thì lô bò từ cái con này nó lên nè, con thứ nhất nè, lưng dai nè. 14 xong rồi tới 15 nha. Đây là 15 nè. Đó, rồi 15 luôn. Cặp này là 30 nè. Rồi, đây luôn cũng 15 luôn, cao 1m1 bò hết nha, lưng dai thì hở hết nha, xương sóc to, 6 tháng bò ăn lên hết nha. Đó, 15 triệu không đây. 15 siêu xám luôn nè. Thấy ghê bò chưa, có 15 triệu, bò hết hồn con bò luôn, đứng xích ra coi. Đó, để em quay xa xa cho cô chú anh chị xem. Đó, thấy ghê hồn bò không, trời ơi con bò muốn lỡ luôn mà có 15 triệu cô chú anh chị. Đó, 15 triệu nè, bò siêu xám nha, dần dần con bò luôn. Rồi đây nữa nè, đó cặp này em bán 30 triệu nè. Thì hai con này thì nó hơi gân gân bò nha, bò nào có hơi gân thì em báo hơi gân, nhưng mà nó cao 1m10 mấy rồi đó. Đó, con này thì 8 tháng bò hết rồi nè. Đó, xương sóc thùng dạo cao nhưng mà đều có cái gân gân bò, bán 15 triệu à. Rồi cặp này là em bán xả lấy vốn lại cô chú anh chị, bán cái cặp này là con kem đỏ nha. Đó, con kem đỏ nè. Con kem đỏ nè với là lưng dai nè, cái con này thì nó cao 1m10 mấy bò rồi, con này là 8 tháng bò nha cô chú anh chị. Nó 8 tháng bò nè, thấy ghê con bò không, xương sống à, nóng lạnh dàn xương chưa. Nó thì cái con này với cái con siêu xám đầu chuồng thì em bán giá là 33 triệu nha. Đó thì cô chú anh chị nào cần thì alo trực tiếp với em, bán xả luôn, bán xả lấy vốn là cô chú anh chị ơi. Con bò nè, nó 8 tháng bò rồi, nó xương sóc thì to, nó hình hài rồi đó. Nó hết biết chưa, mập thù lâu luôn á cái đít nè. Mày ném băng bên đây bị ra ngoài cây. Hết hồn con bò chưa? Bò lỡ nha. Đó thì giá chỉ có là 16 rưỡi thôi nha. 16 rưỡi đây con siêu xám rồi cô chú anh chị. Đó. Hết hồn rồi. Rồi. Thì cặp này chỉ có 33 triệu. Rồi cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ trực tiếp với em. Em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi. Em xin chào cô chú anh chị.